Chào bà con, thì bà con vui lòng đăng ký kênh. Thì với clip này á, mình quay cho bà con về cái hỗ trợ kỹ thuật tư vấn tại vườn về cái cây bơ búc á của anh Khải ở ngã ba Phú Mỹ, Gia Lai. Thì với cái việc tư vấn tại vườn này á, thì nó mang lại hiệu quả rất là cao đối với anh. Thứ nhất là bên trái cây thơm mùa lắc sẽ hỗ trợ kỹ thuật hướng dẫn anh chi tiết và thăm vườn cho anh về 1.000 cây bơ búc này. Thì anh qua chia sẻ của anh Khải thì anh nói là anh trồng 1.000 cây bơ búc nhưng mà đã bị nhầm giống là 200 cây, là không phải bơ búc mà là la bơ ghép và bơ thường. Thì đây là cây bơ ghép mình quay bà con xem. Thì tiếp theo mình sẽ quay cho bà con xem về 800 cây bơ búc của anh Khải. Thì với clip này á thì bà con vui lòng đăng ký kênh theo dõi những video tiếp theo về nông nghiệp của trái cây thơm Phú Lắc. Thì đây là kỹ thuật đến vườn tư vấn cụ thể cho anh Khải. Thứ nhất là thăm vườn anh, thứ hai là kiểm tra về tình hình thân cây, ngọn, lá và cách tỉa cành cho cây bơ búc của anh. Thì qua tham khảo á, thì bên kỹ thuật có hướng dẫn cho anh nguyên nhân chính của cái đám bơ anh á, nó rụng trái cho đến thời điểm bây giờ. Thì thứ nhất á, là nó do phát đọt non, cái này thì hầu như bà con chúng ta đều biết, nhưng mà bà con chúng ta vẫn chưa biết được cái thuốc nào mà để chặn được cái đọt này nó không phát ra và làm sao để cho trái nó không có rụng nữa. Thì cái này mình nói rõ lại một lần nữa, đó là nguyên nhân chính á, là bà con có thể là một số người cho bón phân thúc vào gốc, vào giai đoạn mà đang ra bông hoặc cho lấy non á. Khi bà con bón phân thúc như thế á, thì đồng thời nó là một tác nhân xấu để gây hại cho cây bơ mình rụng trái. Khi bà con bón phân nhiều á thì làm cho dinh dưỡng hút lên nuôi lên ngọn rất là nhiều. Khi đó á, thì thân cây nó tập trung nuôi vào ngọn hết thì không nuôi dinh dưỡng vào trái nữa, sẽ làm cho trái bơ chúng ta rụng hết đi. Thì đây là mình quay bà con xem á, những gốc này toàn bộ á, là bị rụng hết. Bơ búc rất là sai, đều trái bóng đẹp nhưng bị rụng trái rất là tiếc. Thì qua chia sẻ anh Khải thì anh thấy trường hợp rụng trái này anh rất là lo lắng, cũng giống như những vườn khác mình đã quay cho bà con xem. Thì với vườn này á, thì tình trạng phát đọt non cũng rất là nhiều. Thì mình tiến hành kiểm tra hết toàn bộ về đọt, về thân. Thì với clip này mình cũng cho kỹ thuật kiểm tra về thân của cây bơ, cũng có khư hết những bộ phận cành chiết, cành chính và cành rốc để xem cái thân nó có bị nấm không, có bị xì không, giống như là một số bệnh xì thân, thối thân ở trên cây bơ búc. Thì đây mình cho kỹ thuật bư luôn. Thì hầu như á, bà con chúng ta vẫn bị nhiều về cái tình hình mà bệnh, thứ nhất là bệnh xì mủ trên cây bơ, làm sao để khắc phục nó. Thì với clip này á, thì bà con cứ đăng ký kênh đi và theo dõi, mình quay rất là chi tiết và cụ thể. Mặc dù cái clip này mình quay vào thời điểm đó là trời sắp chuẩn bị mưa nhưng vẫn thực hiện và quay cho bà con xem. Thì mình vẫn nói lại cho bà con xem về cái quy trình mà xử lý cái chặn đọt trên cây bơ búc. Thứ nhất mình khuyên bà con đó là phun thuốc chặn đọt, không bón dinh dưỡng với gốc vào giai đoạn mà đang ra trái non hoặc trái chưa lớn, chưa có nhị đen ở trong cái ruột á, hoặc là chưa hình thành cơm vàng, thì bà con không nên bón phân. Bà con cứ phun chặn đọt, phun chống rụng trái, đẹp trái, bóng trái trên cây thì để cho cây bơ nó giữ được cái trái và chặn được cái đọt. Thì lúc này dinh dưỡng nó sẽ hút từ dưới gốc lên nuôi trái và không cho trái rụng. Đó là cái mình nói chính cho bà con biết. Và cái thứ hai nữa là trong thời gian này á, bà con nên nhớ là không được bón dinh dưỡng cho cây. Đợi khi nào mà cây nó lớn lên, trái nó to thì bà con bắt đầu tiến hành bón dinh dưỡng. Thì lúc đó cũng không có muộn màng, lúc đó thì kali, đạm rồi phân cá thì tất cả các dinh dưỡng, phân chuồng thì bà con bón cũng được, không có ảnh hưởng một cái gì hết. Thì lúc đó là rễ hút lên bắt đầu là nuôi cho trái, còn thời gian mà đang trái nhỏ thì bà con không bón gì hết. Đó là mình nhắc lại cho bà con biết. Thì đây là clip mình quay hết toàn bộ cho bà con xem đó. Hầu như bơ 1.000 gốc này của anh đó, thì nó đậu trái hết 8 đến 90%, chỉ có một số gốc là không đậu trái thôi do mưa hết rụng hết. Thì mình đi quay toàn bộ bà con xem, mặc dù là trời đang mưa đó, con thấy không, ngọn nó vẫn phát, bị phát ngọn phát đọt thì làm cho cây bơ búc nó sẽ rụng. Đây bơ búc bơ thường vẫn có và một số giống mới vẫn có, như cái trường hợp ở cây bơ đầu mình quay cho bà con xem đó, trái rất là to đều đẹp, cơm mà dày. Thì những cây bơ búc này á, thì năm nay mình cũng nói với bà con như ở những clip khác á, thì giá thành rất là cao, nên bà con cứ chăm sóc về cây bơ búc, tỉa cành thông thoáng. Thì cái kỹ thuật và tỉa cành thì mình cũng có hướng dẫn cho bà con xem rồi. Thì ít bữa nữa khi mà nông dân thu hoạch xong á, mình sẽ tiến hành quay một cái clip cho bà con xem về cái tình hình làm cành sau khi cây bơ thu hoạch trái. Thì cây bơ này theo chia sẻ thì anh trồng mới được có 3 năm thôi. 3 năm hầu như cây nào cũng cho trái rất là đều, sai, cành thông thoáng, rất là đẹp. Đó, cây bơ nhỏ cũng trái, lớn cũng trái.
Thì clip này mình quay hơi bị nhanh nên bà con cứ xem hết clip về mình đi từng quy trình, từng gốc cây. Thì ở những cuối đoạn clip á, thì mình có quay những cái cây bơ búp mà nó rụng trái rất là nhiều. Đó là những cái bơ chính mà bà con luôn luôn xem và để ý về cái clip tình hình mà nó phát đọt non đó. Thì một lần nữa xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi cái clip này. Thì bà con vui lòng đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi.